Hello, xin chào các bạn. Chúng ta lấy tiếp tục series ảo mộng Chu Tiên nhá. Và ngày hôm nay thì tiếp tục đến môn phái đó chính là Hoài Quang các bạn ơi. Các bạn thấy môn phái này như thế nào đây? Có giống một sát thủ hay không? Và môn phái này thì có tỷ lệ bạo kích cũng khá là ngon, cũng như cái khả năng khống chế công tuyệt cả là vời nha các bạn ơi. Và các bạn biết môn phái này đặc biệt ở chỗ nào không? Đó chính là môn phái này có thêm cái ảo ảnh nha các bạn nhé. Nhìn đố các bạn biết đâu là nhân vật thật và đâu là giả đấy các bạn ơi. Và đây là skill chính thức của môn phái Hoài Quang các bạn nhá. Wow, này đi PK cực kỳ là sướng luôn, bởi vì không biết đâu là ảo ảnh của mình luôn các bạn ạ. Trời ơi, môn phái cực kỳ là độc đáo ở trong ảo mộng Chu Tiên các bạn nhá. Bảo sao lúc vợ mình mượn máy chơi, bảo ui anh ơi, game lag rồi, tự nhiên có một thằng nó cứ đi theo mình thôi. Ai thực sự luôn, ai ngờ đâu lại chính là ảo ảnh. Khi mình cầm vào bảo ôi không em ơi, đây là ảo ảnh của nhân vật mình đó. Đây là một môn phái sát thủ mang khả năng ảo ảnh của một ninja. Và tay thì cầm hai cái lưỡi hái trông rất là ngầu lòi nha. Skill chiêu thức đúng kiểu ma mị thế nhỉ. Múc. Đúng rồi. Ái chà chà. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về skill chiêu thức của môn phái Hoài Quang như thế nào nha. Skill đầu tiên này đánh thường vẫn vậy thôi. Ừ đúng rồi, vẫn thế các bạn ạ. Tiếp theo nữa, đó chính là một skill chủ động mang tên là Long Thiết. Nhìn sơ qua này, skill của môn phái Hoài Quang này toàn hai chữ thôi. Ê, có vẻ là ngắn gọn và xúc tích hơn đấy các bạn. Skill này thì tấn công mục tiêu 2 lần, gây 155% sát thương. Sát thương thì gây ra không nhiều, nhưng mà được cái là đánh 2 lần. Với cả có thêm là 11% có hút máu. Và nếu như mà ảo ảnh của mình vẫn đang tồn tại thì ảo ảnh nó cũng đánh 2 lần luôn và cũng gây 155% sát thương, đồng thời là khiến mục tiêu giảm 26,9% kháng bạo nha. Ngon này, lần tấn công thứ hai sẽ hất văng mục tiêu trong 3 ô. Được này, mình test thử skill này xem nào. Cái thằng kia đi ra đây xem nào. Đấy, thấy rồi nha các bạn ơi. Đây này, nó chính là skill Long Thiết này nha các bạn. Quánh thử phát xem nào. Mày này, hay quá các bạn ơi. Cái thằng ảo ảnh của mình nó cũng có hất tung này các bạn này. Đấy, các bạn thấy không? Mục mày luôn này. Quá, nhưng mà skill này chỉ đánh được đơn mục tiêu thôi các bạn ơi. Uầy, skill này bắt đầu thấy lòng tà là vằn rồi đây các bạn ơi. Là skill ảnh vũ này thì hoàn toàn là có thể triệu hồi ra một ảo ảnh giống y hệt mình luôn. Đấy, đang đứng bên cạnh mình đây nha các bạn. Các bạn thấy chưa? Và trong phạm vi là 12 ô, nếu như mà nó xa quá nha các bạn thì nó sẽ tự động là tốc biến đến mình luôn các bạn nhé. Đây, khi mà mình di chuyển thì mình sẽ phân biệt được đâu là mình và đâu là ảo ảnh của mình nha các bạn. Để một cái là ảo ảnh của mình thì HP cao hơn cả mình các bạn ơi, nhưng mà phòng ngự thì kém hơn, nó chỉ bằng khoảng 61,7% thôi. Thì nếu như mà bị dính sát thương thì nó sẽ nhanh hẹo hơn, nhưng được cái là nó lại được miễn dịch giảm tốc trong vòng 6 giây các bạn nhé. Rồi, tất nhiên là ảo ảnh của mình thì được tồn tại một cách vĩnh viễn luôn. Ảo ảnh của mình thì có thêm cái skill, đó chính là lập tức dịch chuyển đến kẻ địch, tối đa là 10 ô, đồng thời là gây thêm 51,4% giảm tốc, kéo dài trong vòng 4 giây. Và hiệu quả giảm tốc trong 2 giây thì giảm dần xuống còn 11,4%. Thế đây, nói chung là skill này thì nó hơi lòng ngoằng một tí để mình giải thích cho các bạn dễ hiểu nha. Thế đây là các bạn nhìn thấy skill ảnh vũ này, khi mà mình sử dụng một phát, đấy là đã triệu hồi ra luôn một thanh niên nó giống y hệt mình luôn các bạn thấy chưa. Và cái thanh niên này thì nó sẽ có thêm cái skill bị động đầy giống tương tự như mình luôn. Mục. Đấy, các bạn thấy không? Và khi mà các bạn muốn bỏ đi cái ảo ảnh của mình thì các bạn ấn vào cái phần hủy ảo ảnh. Đấy là mất tiêu luôn. Ảo ma Canada phết các bạn ạ. Nhưng bình thường ấy chả hủy làm gì, vì có thêm một ảo ảnh thì mình có thêm một skill nữa mà. Tội địch gì. Múc thôi. Đấy các bạn thấy không? Wow, một phái này đánh có vẻ là ảo ma Canada đấy các bạn ơi. Được quá nhỉ. Còn lại hai cái bị động, một cái thì tăng bạo này, và một cái là tăng chân khí các bạn nhá. Tầng skill thứ hai đây. Vô tưởng. Công trong phạm vi 4 ô, mục tiêu 2 lần. Ui, với 200% sát thương là cao đấy chứ. Nếu như mà ảo ảnh thì ảo ảnh cũng ảnh như vậy luôn các bạn. Nhưng mà là còn kèm thêm gọi là 2 giây bị ngủ sâu, khiến người chơi chịu sát thương giảm đi 4% phòng. Căng nhà. Tao để mình test quả skill này xem nào. Đánh trong phạm vi 1 ô luôn, ảo ảnh của mình cũng đánh y hệt như vậy nha các bạn. Đúng kiểu là một sát thủ chính hiệu luôn này. Để mình sử dụng lại skill cho các bạn xem nha. Đó, ngon lành chưa? Farm hơi bị rộng luôn nha. Và nếu như mà các bạn thấy thì cái tỷ lệ bạo kích của em này cũng rất là cao. Uầy, thế này thì bá quá nhở. Phải có một cái skill gì đấy hoặc là cái điểm yếu gì của môn phái này chứ nhở. Chứ nếu không như thế này thì khủng quá. Túc thông. Tốc biến đến gần mục tiêu này. Bản thân tăng 10% lực công và 15% tỷ lệ bạo. Wow, ảo ảnh tồn tại sẽ cùng bản thân cũng giải phóng túc thông. Cũng dịch chuyển theo mình luôn ạ. Uầy, thế thì mình biết combo nha các bạn ơi. Nếu như mà khi các bạn đi PK thì các bạn cần phải sử dụng cái skill túc thông này trước để cả hai cùng tốc biến đến kẻ địch.
sau đó là sẽ sử dụng skill vô tưởng này, rồi quay trở lại spam các cái chiêu thức sau này. Ô, ngon, hợp lý các bạn ơi. Ảnh độn này, wow, môn phái này đúng kiểu ninja đấy. Sát thủ có khác, quách select quá, sinh ra là đi chiến đấu rồi. Đây này, bản thân tiến vào ẩn thân luôn nha. À, tăng 30% tỷ lệ né này, nhưng mà trong 5 giây thì giảm dần còn 5% thôi. Đồng thời thì nhận 80% tăng. Ủa? Nhưng mà skill này này, bởi vì là sau khi mà giải trừ ẩn thân á, bản thân sẽ nhận thêm 15% sát thương lớn. Cái chỗ này chưa hiểu nha, có thể là khi ẩn thân thì không sao, nhưng mà đến lúc hết ẩn thân là bị nhận thêm sát thương á. Cái này phải test, nhưng mà mình chưa có được cái skill này thì thôi. Bạn nào mà chơi môn phái này rồi nhớ để lại comment ở bên dưới nha. Skill này thì tăng hôn mê này, đây là tăng kháng choáng này, tăng kháng hôn mê này, và tiếp tục một skill bị động nữa đi. Skill này thì cũng ngon, bởi vì là đánh bỏ qua 40% lực phòng của kẻ địch cơ. Nhưng mà cái sát thương gây ra thì cũng bình thường, nó cũng không phải là cao, chỉ có 140% thôi các bạn nhé. Và ảo ảnh của mình thì cũng đánh tương tự như thế luôn, kèm theo một cái hiệu ứng đó chính là ngừng trị liệu các bạn ạ. Tăng skill thứ 3 xem nào. Skill đầu tiên là đương thụ. Skill này có thể là giải trừ hiệu quả khống chế của bản thân và chuyển cái hiệu quả khống chế đấy sang cho ảo ảnh của mình nha. Hiệu quả khống chế chuyển sang một lần, ảo ảnh lập tức hồi 10% HP, toàn tính kháng tăng 60%. Nhưng mà nha, nếu như mà mình sử dụng cái chiêu thức ảnh tế này, đây, ảnh tế là cái skill này này các bạn này, hoặc là ảo ảnh của mình mà hẹo đi, thì tất cả những cái hiệu ứng đấy thì sẽ không có hiệu lực các bạn ơi. Càng thế nhở. Wow, skill này được này các bạn này, đúng kiểu như là hy sinh ảo ảnh luôn đấy. Dịch chuyển ảo ảnh đến 8 ô gần mục tiêu, đồng thời là hiến tế bản thân luôn, hao toàn bộ HP của ảo ảnh công mục tiêu một lần, kèm theo lực công bằng 10% HP hiện tại. Thế thì môn phái này phải build vào máu nữa các bạn ạ. Thì sức sát thương của skill chiêu thức ảnh tế này nó mới to, gây thêm 90% sát thương, đồng thời khiến mọi kẻ địch xung quanh mục tiêu trong vòng 4 ô chịu 20%, dễ bị thương. Ảo thật ý. Khi giải phóng ảnh tế thì sẽ reset cooldown và kỹ năng của ảnh vũ nữa các bạn ạ. Được cái nhỉ. Tiếp theo là về skill lộng ảnh, công xung quanh mục tiêu 5 ô mọi kẻ địch một lần, kèm theo là 350% sát thương. Skill này sức sát thương gây ra khủng khiếp đấy, đồng thời khiến mọi kẻ địch giảm 5% công và 40% tốc độ di chuyển, giúp bản thân giảm sát thương nhận được từ mục tiêu chính đi 15%. Wow, như hình với bóng, skill thiên chu này. Bản thể và ảo ảnh hợp kích, xung phong đến chỗ địch tối đa 8 ô, công mục tiêu và mọi kẻ địch xung quanh. Wow, 7 lần nha các bạn ơi. Ui, căng ấy. Gây 100% sát thương, lần công cuối thì kèm theo là 250% sát thương. Tức là nếu như mà chúng ta có thể tồn tại để đánh được 7 lần thì chắc chắn là lượng sát thương gây ra nó là khổng lồ luôn. Nhưng mà skill này nó sẽ có một điểm yếu, tức là nếu như các bạn chỉ đánh một lần thôi thì trong vòng 1 giây chẳng hạn là các bạn sử dụng được skill, nhưng mà đánh 7 lần thì các bạn lại mất đến 7 giây thì mới hoàn thành xong cái skill chiêu thức này. Và trong khoảng thời gian đó như đâu ăn khống chế một cái là ối dồi ôi, không kịp đánh được lần cuối thì nó lại phế. Nên là điểm yếu của skill này nó là như vậy nha. Hóa ảnh. Skill này thì kèm theo 3 giây hôn mê, 8 giây ngừng trị liệu. Nói chung là môn phái này nó cũng chỉ có một chút gọi là khống chế thôi. Đấy là cái điểm yếu duy nhất. Chứ còn về lượng sát thương thì cứ phải gọi là dồi dào luôn nha các bạn. Wow. Nếu như mà các bạn thích một môn phái thuần về sát thương, DPK cực kỳ là khoái, thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn môn phái Hoài Quang này nha. Đánh rất là ảo diệu luôn đấy. Tuy nhiên là mình nhìn thấy em này có vẻ là hơi mỏng manh một tí các bạn nhé. Thì chúng ta ngoài việc build vào công ra thì chúng ta cũng nên build vào máu. Bởi vì các bạn có thể thấy là skill chiêu thức của môn phái Hoài Quang này, khi mà phân thân ra cái ảo ảnh của nó là sẽ có được 110% máu của nhân vật chính. Và lại còn có thêm skill chiêu thức khi mà chúng ta hiến tế cái ảo ảnh đấy đi thì gây ra một lượng sát thương bằng 10% máu tối đa của cái ảo ảnh đó. Thì cái lượng sát thương gây ra gọi là khổng lồ luôn nếu như chúng ta build thêm vào máu nha. Thì các bạn thấy môn phái Hoài Quang như thế nào? Mình thì mình đánh giá môn phái này sẽ rất là nhiều bạn yêu thích đấy. Thì các bạn nhớ để lại comment ở bên dưới nếu như các bạn thích môn phái Hoài Quang này nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.